Web drama Liên và Đạt từ khi ra mắt khán giả đã nhận được nhiều sự chú ý, đặc biệt là sau cái kết âm dương cách biệt. Tuy nhiên mới đây, cặp đôi diễn viên chính bất ngờ tuyên bố cưới ở ngoài đời, khiến ai đấy vui như chảy hội. Dịp đầu năm 2024, bộ phim ngôn tình chiếu mạng Liên và Đạt đã thu hút nhiều khán giả đón xem, mang về hàng triệu view nhờ chuyện tình và tương tác ăn ý của cặp đôi chính Khánh Vân, cô đi Nam Võ. Thế nhưng đoạn kết đáng cay của Liên và Đạt trong phim, tại đó Liên qua đời khiến ai đấy khóc hết nước mắt. Hiểu rằng đã có đoạn kết buồn, thấu tâm can trên màn ảnh, cô đi Nam Võ và Khánh Vân đã chiều lòng fan khi có những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu ngoài đời, thậm chí gây xôn xao khi tuyên bố cưới nhau. Cụ thể vào ngày 27 tháng 1, cô đi Nam Võ đã đăng ảnh chụp cùng Khánh Vân và gây sốt với dòng trạng thái "Tối nay tôi được cưới em bé rồi anh em ơi". Dưới phần bình luận, nhiều khán giả vô cùng bất ngờ và thậm chí còn chúc mừng cặp trẻ. Có khán giả còn dặn dò cô đi Nam Võ rằng trong phim đã mất đối phương một lần rồi, đừng để vụn mất ngoài đời lần nữa. Tuy vậy, đây thực chất chỉ là hình ảnh nhã hàng của cô đi Nam Võ và Khánh Vân trong sản phẩm của mình. Phía Khánh Vân cũng đã chia sẻ ủng hộ sản phẩm mới của nhà trai, còn hẹn rằng đây chỉ là ảnh dặm hỏi và vẫn còn tiết mục đám cưới sau đó nữa. Ngoài ra, cặp đôi còn có cái kết đẹp và đám cưới trong tập đặc biệt của Liên và Đạt. Dù chỉ là ngoại truyện không liên quan đến mạch cốt truyện chính, nhưng đám cưới của Liên và Đạt trong tập đặc biệt đã phần nào bù đắp cho khán giả sau đoạn kết chữa lành giữ chưa trong series. Liên và Đạt là câu chuyện tình yêu đầy bi thương. Sự ngọt ngào trong tình yêu cũng không giúp Liên và Đạt tránh khỏi gian nan. Liên là một cô gái tốt bụng, lạc quan, đặc biệt sâu sắc trong tình yêu. Biến chuyển tâm lý phức tạp của nhân vật Liên đòi hỏi sự tinh tế và tập trung cao độ từ Khánh Vân. Việc nghiên cứu và đào sâu vào tâm hồn nhân vật là một thách thức không nhỏ đối với nữ diễn viên trẻ. Trong mỗi cảnh quay, Khánh Vân dành thời gian để chuẩn bị và thể hiện cảm xúc một cách chân thật nhất. Thậm chí cô tiết lộ rằng Liên và Đạt là dự án mà cô rơi nước mắt nhiều nhất trong sự nghiệp của mình. Điều này là sự đầu tư tận tâm và chân thành của cô đối với vai diễn này. Cô đi Nam Võ là thành viên của nhóm Unify. Trong phim, anh thủ vai Đạt, chàng trai nghị lực làm việc chăm chỉ với mục tiêu xây dựng hạnh phúc cùng Liên. Tuy nhiên, mọi kế hoạch của Đạt đổ vỡ khi phải đối mặt với những thách thức từ bố con ông Phú do Hoàng Mèo thủ vai và Jenny do Thanh Vi thủ vai. Mà thái hợp của Khánh Vân và Cody trên màn ảnh là điểm đáng chú ý. Trước đó họ từng hợp tác ăn ý trong một số dự án nghệ thuật. Cody đã bày tỏ sự may mắn khi được hợp tác với Khánh Vân, đồng thời tin đồn về mối quan hệ tình cảm giữa họ cũng khiến khán giả tò mò. Liên và Đạt không chỉ là một bộ phim đầy xúc cảm mà còn là bước chuyển mình đáng kể trong sự nghiệp của Đỗ Khánh Vân. Với vai diễn này, cô đã chứng minh được khả năng diễn xuất của mình. Không chỉ diễn xuất ấn tượng trong Liên và Đạt mà Khánh Vân còn gây bất ngờ khi tự hát bản nhạc phim. Ca khúc Tội cho em sáng tác Tuno được nữ diễn viên thể hiện trọn vẹn. Đây là lần đầu tiên Khánh Vân hát nhạc phim nhưng người đẹp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong video hậu trường thu âm Tội cho em, Khánh Vân cũng không kiềm chế được cảm xúc, rơi nước mắt trước thử thách không dễ dàng này. Dù vậy, nữ nghệ sĩ đã hát ca khúc một cách đầy cố gắng giúp khán giả hiểu hơn về tình cảnh của nhân vật Liên do cô đảm nhận.